Và đây rồi, mình đang tiến đến gần cái tòa nhà hành chính. Đó, mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem. Và đấy, tòa nhà này cực kỳ đẹp. Wow, mình thấy lại gần á. Thì toàn là bạn thấy cái kính á, rất là nhiều. Đó, quá trời luôn. Cảnh phải nói cực kỳ đẹp luôn. Tòa nhà đúng là đặc biệt thật. Và bây giờ mình sẽ chờ đèn đỏ thôi. Chờ đèn đỏ một chút và cùng ngắm đường phố nào. Nếu bạn thấy ở bên Nhật đó thì chúng ta rất là chấp hành cái luật giao thông để thấy mới an toàn cho mọi người và mình. Đây là tầm xế chiều và bây giờ là khoảng 6 giờ rồi. Các bạn thấy bây giờ thì công chức ở bên Nhật Bản thì họ cũng đi làm về rồi đó. Thì cũng thôi nằm mình cùng đi thôi. Mình có thể vào tòa nhà này khám phá cho các bạn xem. Phải nói là tòa nhà quả tòa nhà này rất là đẹp luôn. Và phía đằng đây nữa, các bạn có thể thấy cũng một cái hình thù của nhà, cái tòa nhà khác này. Một cái hình thù cũng khá là lạ. Và ở đây một cái con đường bên Nhật mình thấy phải nói nó thoải mái. Và không bị nói chung tiếng ồn nhiều, âm thanh nhiều. Ở bên đường á, ở bên ngoài á, mình thấy đường phố cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Không bị tra tấn bởi những cái âm thanh tiếng ồn to lớn. Ở Việt Nam mình thì thôi rồi, tiếng còi nói chung ít nổi rồi mệt lắm. Đây để mình tìm đường, không biết mình có được cho vào nhà này không. Wow, gió quá. Nếu mà không cho vào tòa nhà thì mình chỉ có thể đi vòng quanh tòa nhà quay cho các bạn xem cái bề ngoài thôi. Nếu mà không được vào trong thì cũng khá là tiếc đây. Đây là cái cổng để vào tòa nhà đây. Đây, như vào các bạn thấy đây là một cái cổng và mình thấy ở đây là nó có đăng tuyển về cái thử nghiệm về nhập học, một chữ gì đó mình không rõ lắm thì mình vào xem đây coi thế nào. Cái này là hầu như mình đoán là một cái trường học thì phải. Hình như đây là một cái cổng. Để mình đi vào hỏi trước xem rồi mới quay phim, chứ nếu không là tự dưng quay phim là không được. Rồi.